Vú là một tuyến ngoại tiết, chịu trách nhiệm sản xuất và tiết sữa. Về giới hạn, tuyến vú kéo dài từ xương sườn số 2 đến số 6 phía trước theo chiều dọc. Bề rộng, từ bờ cạnh ức đến đường nách giữa. 2/3 nằm trên cơ ngực lớn, 1/3 còn lại nằm trên cơ răng cưa trước và cơ chéo ngoài. Đuôi vú đến tận nếp nách trước. Về trọng lượng, theo nghiên cứu của Schwartz và Donegan, trọng lượng của vú từ 150 đến 225 gram lúc không sinh nở, hơn 500 gram lúc đang cho con bú. Núm vú, trên đầu có nhiều lỗ đổ ra của các ống dẫn sữa và các đầu thần kinh cảm giác gọi là các thể Ruffini, các nụ Crowns. Có nhiều tuyến bã, tuyến mồ hôi nhưng không có nang lông. Quần vú, phụ nữ chưa có thai màu từ hồng đến nâu, khi có thai quần vú sậm màu hơn từ nâu đến đen. Sau sinh có thể nhạt hơn nhưng không bao giờ trở lại màu sắc như trước lúc có thai. Rìa quần vú có nhiều cục nhỏ nổi gồ lên, gọi là các củ mọt kết ni, là các lỗ đổ của các ống tuyến Montgomery, đó là các tuyến bã lớn. Về các lớp, ngoài cùng là lớp da, có các nang lông, tuyến bã, tuyến mồ hôi, được tăng cường bởi các sợi cơ trơn ở quần vú. Lá nông của lớp mạc nông ngực nằm ngay dưới da. Kế đến là cấu trúc tuyến. Các mô tuyến tạo thành các tiểu thùy, nhiều tiểu thùy hợp lại thành thùy. Có khoảng 15 đến 20 thùy bên trong mỗi vú, xếp theo hình nang hoa. Bạn phải ghi nhớ điều này vì có ứng dụng trong phẫu thuật. Lúc xẻ vỏ bao vú để bộc lộ khối u thì xẻ theo hình nang hoa tương ứng với cấu trúc giải phẫu, để tránh tình trạng tổn thương nhiều thùy vú. Mỗi tiểu thùy có một ống dẫn tiểu thùy, mỗi thùy có một ống dẫn sữa riêng. Trước khi đổ ra ngoài, các ống sữa phình ra thành xoang sữa ngay dưới da quần vú. Do cấu tạo của tuyến vú nên tắc sữa có thể bị một đến nhiều nang sữa, một đến nhiều tiểu thùy, thùy vú. Vú được cố định vào cơ ngực lớn bằng các dây chằng treo được đặt theo tên của nhà bác sĩ giải phẫu nổi tiếng người Anh, ông Ashley Cooper. Đây là một tổ chức liên kết chạy từ da đến lá sâu lớp mạc nông ngực, tạo thành các vách sợi nằm lẫn trong mô vú. Khi quá trình viêm, xơ sẹo hoặc tế bào ung thư xâm nhập, làm co rút các dây chằng này thì da vú tương ứng với vị trí tổn thương sẽ bị kéo lõm xuống gây ra dấu nhíu da. Các dây chằng này lỏng lẻo dần và giãn ra theo tuổi tác, cho nên vú bị sệ xuống khi phụ nữ già đi. Phần màu vàng là lớp mỡ bao quanh vú, nằm ở ngoại vi và sau mô vú. Lớp mỡ sau vú rất dày, nằm ngay trên lá sâu mặt nông ngực. Ở người trẻ thì mô mỡ ít, mô tuyến nhiều. Ở người lớn tuổi thì mô tuyến vú ít đi, mô mỡ dày lên. Chính vì vậy mới có khuyến cáo nên chụp nhũ ảnh tầm soát ung thư vú từ 40 tuổi trở lên, vì người trẻ mô vú dày khó đánh giá nhũ ảnh. Khoang sau vú là lớp mô liên kết lỏng lẻo dày 2mm, chứa dịch lympho, nằm giữa lá sâu mạc nông ngực và mạc ngực. Mạc ngực là lớp mạc sâu thành ngực căng từ xương đòn tới bờ trên cơ ngực lớn, thì tách ra làm hai lá bục quanh cơ, phía trong bám vào mặt trước xương ức, sau đó là nông mạc ngực, cho một lá ngang để tạo nên mạc nông của nách. Nền của tuyến vú là mạc ngực sâu. Sau lớp mỡ là cơ ngực lớn, cơ ngực bé và xương sườn. Cho đây là hình cắt dọc qua giữa vú và là hình vẽ nên các bạn có thể thấy rõ các thùy, tiểu thùy. Thực tế ở người bằng mắt thường không phân biệt được các cấu trúc này, chỉ thấy được mô tuyến vú là một khối trắng đục, mềm. Để dễ hình dung, các bạn hãy để ý khi đi ăn món vú heo thì mô vú người cũng tương tự như vậy. Khi thực hiện các ca tiểu phẫu đường rạch từ 1 đến 3 cm thì đôi khi rất khó phân biệt khối u và mô tuyến vú, đặc biệt là những trường hợp khó u nằm sâu len lỏi trong các mô tuyến vú. Về mô học, mô tuyến vú bắt đầu được hình thành từ tuần thứ tư của thai kỳ. Ở bào thai, mô vú phát triển dọc theo hai đường sữa, bắt đầu từ nách và kéo dài đến bẹn. Trường hợp hiếm gặp, một bên vú phụ có thể phát triển dọc theo đường này. Núm vú phụ cũng có thể phát triển dọc theo con đường này. Ống dẫn sữa đường kính 0,5 đến 2mm
được lót bởi 1 đến 2 lớp tế bào biểu mô trụ cao. Ống dẫn sữa trong nấm vú được lót bởi lớp tế bào biểu mô lát sừng hóa. Nơi tiếp giáp tế bào biểu mô trụ lát có thể là tế bào ống chuyển sản. Ống dẫn sữa không có các sợi cơ. Tế bào biểu mô ống nằm trên màng đáy là màng phân cách với tổ chức liên kết và mô mỏ xung quanh. Tế bào biểu mô cơ xung quanh nang sữa và các sợi đàn hồi đáp ứng với kích thích nội tiết tố và oxytocin giúp tống sữa. Về việc